ứng dụng thiết bị IoT tìm điểm rò rỉ nước, tránh đào đường. Việc ứng dụng các thiết bị IoT vào tìm điểm thất thoát nước, rò rỉ đường ống giúp hạn chế đào đường, tiết kiệm thời gian và công sức. Ngày 18 tháng 3, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng cho biết đã chấp nhận thử nghiệm sáng kiến ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác phòng chống thất thoát nước sạch. Đây là sáng kiến ứng dụng các thiết bị IoT cho công tác chống thất thoát nước của ông Lê Vũ Huy, kỹ sư kinh tế xây dựng và quản lý dự án, trưởng nhóm chăm sóc khách hàng xí nghiệp cấp thoát nước Thanh Khê. Theo ông Lê Vũ Huy, mấu chốt của việc phân tích, phát hiện, xử lý chống thất thoát nước phụ thuộc vào thiết bị đo đếm thông minh, đồng hồ điện tử. Tuy nhiên, giá thiết bị tương đối cao, giá trị kiểm tra và thời gian thực và quá trình lắp đặt cấu hình còn tồn tại một số bất cập, nhất là việc kiểm tra nhanh lưu lượng vùng khu vực từng cụm hoặc từng kiệt hẻm theo đặc thù địa phương. Để giải quyết, kỹ sư này đề xuất ứng dụng một số thiết bị IoT kết nối qua Wi-Fi và sóng Illora đi kèm với phương pháp kiểm tra mới nhằm giúp khoanh vùng, kiểm tra và xử lý các điểm rò rỉ trên mạng lưới dễ dàng, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. However, the equipment provides the relatively high the real-time testing value and the installation and the configuration process still have some shortcomings. Especially quickly checking the flow of its arena. Its cluster or its only according to local character tip to the solve the problem. This engineer propose applying a number of IoT device connect via Wi-Fi and with along with new testing method to web check a handle leak on system network easily quickly and the code. Hiện ông Lê Vũ Huy đã hoàn thiện toàn bộ thiết bị. Thực nghiệm cho thấy khả năng chia sẻ thông tin từ thiết bị lên web điện thoại, đối chiếu dữ liệu để phát hiện tuyến ống rò rỉ. Trước đây, phương pháp cũ tìm điểm rò rỉ phải đào phá nền đường rồi lắp đặt đồng hồ đầu tuyến, kiểm tra lưu lượng theo giờ hoặc ngày, sau đó so sánh với lượng nước trung bình hoặc lưu lượng ghi lại tập thực tế để kết luận.